Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Câu chuyện ngày hôm nay là một cái câu chuyện nối tiếp cái thập niên cuối năm 90, đầu thập niên 20. Đó. Thì các bạn biết đó, như hôm qua Tân kể câu chuyện về chơi bia, thì gợi nhớ rất là nhiều về cho những cái người mà thời đó bằng tuổi Tân hoặc là lớn hơn Tân khoảng độ 5-6 tuổi là vẫn chơi bia rất là nhiều vào thời đó. Thì hôm nay Tân kể bạn nghe một câu chuyện tâm linh nữa mà vào cái thập niên đó nó xảy ra. Tân có thể nói đây là một câu chuyện tâm linh về thời kỹ thuật số, thời mà những công nghệ phát triển mà Tân thấy chưa một người nào và chưa một ai có một cái đề tài hay là có một ai có câu chuyện về tâm linh về cái đề tài mà Tân sắp kể. Tại vì thời đó đó ít người nào mà đi ra đường mà đi buôn gánh bán bưng giống như Tân, là Tân đã phải đi trải nghiệm buôn bán mưu sinh. Từ thời điểm đó mình đã học những cái khôn lỗi từ cái thời đó rồi, cho nên là mình mới biết được cái mánh lới làm ăn của thị trường thời đó, thị trường công nghệ. Thì nói về thị trường công nghệ thời đó thì mình bỏ qua những cái thị trường về máy tính đi, về computer bỏ qua hết. Mình nói đến cái giai đoạn mà có những cái máy điện thoại di động cầm tay thu gọn đầu tiên. Thì chắc có lẽ ở đây những bạn nào mà sinh thập niên 80, 70 hoặc là năm 90 thì liệu là có thể biết. Chứ còn mà sinh mà sau này khoảng năm 2000, 2000 này kia, năm 96, 97 hay là 98 thì chắc là không còn nhớ đến cái những cái sự kiện mà xảy ra vào cuối năm 90, đầu năm thập niên 20. Thì lúc đó những cái máy điện thoại sorry bạn Tân hơi bị ho ngày hôm nay. Thì lúc đó những cái máy điện thoại cầm tay của Nokia nó ra đời. Thì Tân nhớ đâu quá là cái 83 00 81 00 82 00 83 20 gì đó. Nói chung thời nó ra những cái máy cầm tay, thời điểm đó là một trong những cơn sốt về công nghệ, về kỹ thuật. Tại vì lúc đó, trước đó là người ta xài những cái máy ta gọi là máy đập đá rất là bự mà kéo cái anten lên đó, mà những người nào giàu lắm mới có tiền mua cái cục đó. Nhưng mà khi nó ra cái máy mà Nokia ra cái máy cầm tay mà nhỏ nhỏ đó, thì thời điểm đó là Tân nhớ là nhà Tân là chú 10 của Tân là có mua một cái, hình như là 83, 8500 gì đó. Thì thời điểm đó các bạn biết nhìn cái đó nó lạ lẫm lắm, nó nhỏ, nó gọn, nó rất là công nghệ. Mà đến mức độ mà những cái tiệm đồ chơi á, mà người ta cũng làm giả cái điện thoại Nokia, mỗi lần bấm cái gì hẹp du gì đó. Các bạn nhớ hồi đó cỡ tuổi tụi mình ba mấy 40 tuổi thì chắc chắn sẽ nhớ cái thời kỳ mà chuyển giao cái công nghệ đó. Cái thập niên mà công nghệ nó phát triển rất là nhiều. Thì đồng thời vào thời điểm đó, là Tân nhắc lại cái thời điểm đó cho một số anh chị cô chú mà thời đó biết, và cũng như các em mà khi các em sinh sau này mà em không có biết á, cái khoảnh khắc đó thì Tân kể cho các em mà coi, các cô các chị các chú biết. Thì phim Hàn Quốc nó tràn lan thị trường của Việt Nam, thì bạn biết là đi theo đó là sản phẩm của Samsung, là những cái máy là E100, E200, E400 mà bật nắp, rồi Motorola là bắt đầu ra đời. Thì bạn biết thời điểm đó là coi như là hoành tráng mà dữ dội nhất thời đó Tân nhớ là những cái hãng như là Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung. Đó là những cái hãng mà Tân còn nhớ đến giờ này. Thì các bạn biết đó, vào thời điểm đó nó có một cái chuyện, đó là cái ruột hay là trộm lông cháo phụng, treo đầu dê bán thịt chó, là nó bắt đầu nó xuất hiện trong cái thời kỳ công nghệ. Tân nói không có đâu hay bằng Việt Nam, mà cũng không đâu giỏi bằng người Hoa. Trên những cái tiệm điện thoại di động thời điểm đó đó,
những cái cậu ấm cô chiêu và những người mà có tiền mà thích đua đòi, mà ba mẹ kiểu như là không có cho tiền mà chơi tới nóc, không có cho tiền mà sắm những cái máy xịn là của Nokia. Tại sẵn đây Tân nói cho các bạn hiểu, không phải vì nhà người ta không có tiền hay là người ta chơi không bằng bây giờ, như bây giờ các bạn nhỏ đã có nhiều khi điện thoại iPhone 12 đã có là có luôn. Nhưng mà vào thời điểm đó thị trường điện thoại nó rất rộng, nó rộng lớn vô cùng. Một cái hãng là cái chục cái kiểu mẫu nó khác nhau, chứ không phải như bây giờ các bạn lựa chọn rất là đơn giản. Một là hệ điều hành Android, hai là iOS, à, vậy thôi ha. Xong một là chơi bình thường, hai là mua đồ của iPhone hết. Còn thời đó là các hãng nó cạnh tranh nhau rất là khủng khiếp về kiểu dáng, kiểu mẫu, công nghệ, màu sắc, hình thức, các phân khúc ra đời rất là nhiều. Đó thì nhà trường ngày xưa đó là người ta không cho mang điện thoại vô trong lớp, học sinh là tuyệt đối không được mang vô. Đó là lý do tại sao mà ba mẹ người ta, nhiều khi gia đình giàu có, người ta không có cho con em người ta mua điện thoại, nhưng mà người ta cho tiền nhiều. Cho tiền nhiều thì cũng đồng nghĩa nó muốn mua thì nó mua đó, nhưng mà cái số tiền nó không đủ để mua những cái máy mà gọi là thời thượng, máy đỉnh, ví dụ như là cái nắp trượt 8800 hay là mua cái điện thoại mà 6600, cái gọi là cái hộp dịch lộn đó. Hồi đó mà ai mà mua 6600 gọi là mua cái điện thoại hình hộp dịch lộn, hộp dịch lạc, hộp dịch lộn. Tại nó tròn như cái hộp dịch lộn vậy đó. Đó là những cái máy mà hiện đại thời đó. Thì bạn biết cái tầm giá thời đó mua và nó 6-7 triệu. Mà mới là nhiều khi 8 triệu, 10 triệu thời điểm đó là rất là mắc. Không phải ai cũng có tiền mua. Thì người Hoa, cộng đồng mà làm điện thoại của người người Hoa, Tân nhớ cũng thằng bạn tên Huy, mà ngày xưa gọi nó là Huy Vú. Gọi là Huy Vú. Thì nó là một trong những cái người mà có gia đình làm tiệm điện thoại. Tiệm điện thoại thời xưa đó là tiệm điện thoại ở trên đường 3 tháng 2. Là cái tiệm nó cũng bèo thôi, không phải là cái tiệm hoành tráng gì. Nhưng mà tiệm đó là có chợm lông cháo phụng. Nhưng mà chợm lông cháo phụng có thông báo cho khách hàng biết. À là sao? Có nghĩa là họ thu mua lại những cái điện thoại. Thí dụ như 8.300, 8.200 gì đó. Đó, hay là 3.200 gì đó. Họ thu lại những cái 3.200, những cái ruột ở bên trong vẫn còn xài tốt. Họ thu lại với giá rẻ và họ gắn vô cái vỏ của 8.800. À, có nghĩa là bạn vẫn xài cái máy, cái vỏ của 8.800 trượt ra trượt vô. Nhưng mà cái hệ điều hành ở trong đó cũng như là cái ruột là ruột của cái máy 3.200 là máy dởm. Đó, cho nên cái giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thật sự ra nếu Tân nhớ hồi xưa đó, mà nhiều khi mua cái điện thoại 8.800 mà màu vàng gold á, là Tân nhớ hình như là 16 cho đến 24 triệu, không hề rẻ đâu. Không có thua gì điện thoại iPhone 12 rồi bây giờ đâu, rất là mắc. Nhưng mà nếu như bạn chợm lông cháo phụng đó, thì có thể bán cái giá bằng những cầm cái máy 8.800 bằng đi khè được. Tại vì cái đó là người nhiều người ta không có biết. Nhiều người ta không biết, những người nào đua đòi đam mê hoặc là chợm lông cháo phụng đó, thì mới đi làm cái kiểu đó là lấy cái ruột điện thoại của 3.200, 3.500, 3.300 gì đó gắn vô và cái ruột của những cái máy, gắn vô cái vỏ của những cái máy cao cấp hơn và xài. Thì khi cầm trên tay người ta thấy cái máy mình xịn, chứ người ta không biết cái ruột là ruột đồ dởm đó. Nhưng mà nói dởm mà cũng là chính hãng của Nokia thôi, cho nên là xài cũng rất là ngon đó. Thì lầm le, thì dụ cái máy mà 8.800 mà zin á bán ví dụ như 16 cho đến 24 triệu đi, thì cái máy kia chỉ bán 6 triệu thôi, à 5 triệu 6 triệu thôi, thì nó rẻ, à thì cậu ấm cô chiêu chơi được. À, thì thời điểm của thằng Huy đó là cái người làm cái đó, mà cái thằng đi cò là Tân. cái gì mà liên quan nó chợm lông cháo phụng, mà cái gì mà làm ăn mà coi như là khôn lỗi khôn ranh thời đó là Tân đều có mặt hết các bạn. Từ pizza, từ cái gì mà cá độ, từ cái gì là Tân phải có tham gia nhẹ nhẹ ở trong đó. Chính vì cái sự nhiều chuyện đó mà con người nó nghiệp nặng, trả tùm lum la hết. Đó thì Tân học lớp 12 trong trường mà. Thì Tân lúc đó lớp 10, 11, 12, thời điểm đó là năm lớp 10 là Tân đi cò. Đó, Tân vô trường Tân mấy đứa cậu ấm cô chiêu giàu lắm. Tân nói trời, điện thoại 8.800 mua đâu có nhiêu đâu. Thì giờ bạn chịu chọn năm cháu phụng chút xíu tôi giới thiệu bạn chỗ ráp máy cho. Vậy là Tân cò. Thì một lần vậy Tân được khoảng 1-200 ngàn. 1-200 ngàn thời đó đối với Tân là khủng khiếp lắm. Đánh pizza xuyên suốt rồi.
là chơi điện tử này kia, là PlayStation là coi như là ghiền rồi đó. Cho nên là Tân ngày xưa Tân đã đi làm rồi, Tân làm cái chuyện đó. Thì các bạn biết giỏ ở đâu ra, giỏ những cái máy cũ ở đâu ra, khi mà thị trường bây giờ cái nguồn mà người ta muốn mua quá nhiều, mà cái nguồn mà đi lấy những cái giỏ, cái ruột á thì lại quá ít. À, đâu phải ai người ta cũng bán đâu, tại vì cái máy Nokia là một cái giống như một cái gia tài của người ta thời đó. Người ta mua là người ta xài rất là lâu, chứ không phải như bây giờ mà một năm là ta đổi, một năm là ta đổi. À, mặc dù là kiểu dáng đa dạng nhưng mà thời đó người ta tiết kiệm dữ lắm. Đã mua là người ta để kế bên rất là lâu, người ta mới dám thay. Trừ những người ta giàu có lắm thì người ta mới gọi là đi mua đua đòi thôi. Chứ còn thực sự là người ta không có như ngày xưa là người ta quý đồ lắm. Thì người ta thu mua lại đồ, ăn cắp, ăn trộm, giật đồ là những cái tiệm đó họ cũng thâu lại. Để mà họ biết là thâu được giá rẻ. Thứ hai là họ tháo ra họ lắp, như họ bán lời dữ lắm mấy bạn. Tại vì ví dụ cái máy 6 triệu đi, cái máy ví dụ như 83 máy đó, mới ra ví dụ như 6 triệu đi. Tân không có nhớ cái con số thời đó nha, các bạn thông cảm. Thì Tân ví dụ thôi, là ví dụ như 6 triệu thì họ thâu đồ ăn cắp á, đâu đó khoảng 500 ngàn à. Mấy người mà xì ke hút chích mà, miễn là có tiền thôi, là giấy tờ đâu có đâu. Đâu có giấy tờ chính hãng gì đâu, ăn cắp giật đồ móc túi mà. Thì thâu lại cái 500 ngàn thôi. Đó, một cái máy 6 triệu mà thâu lại 500 ngàn. Lấy cái đó gắn qua cái ruột của cái máy 20 mấy triệu bán với giá ngang bằng với cái máy mà bán trong hãng là 6-7 triệu thì bạn biết là lời cỡ nào thời điểm đó. Nhưng mà dần dần rồi mọi thứ nó cũng sẽ đi vào trường hợp là bế tắc. Tại vì cái nguồn ăn cắp không phải lúc nào mà cắp được, độ quý mà. Một hai lần đầu thì người ta sơ hở thôi, chứ dần dần người ta biết rồi thì không có dễ gì mà ăn cắp được nữa các bạn. Thì cái thời điểm đó đó là Huy nó có một cái đội, đội đó cũng là đội ăn cắp, cũng là những cái người mà tệ nạn của xã hội đó. Tôi không có tiện nói ra là nó cũng bậy bạ. Thì thời đó mình làm ăn mà, mình còn nhỏ, mình còn con nít, mình ham tiền, mình đi làm những cái khôn lỗi đó là mình kiếm tiền. Thì cái nguồn mà mình là như mình sell đi, mình gọi là mình sell marketing. Còn nó là cái người đi ráp máy nó bán thôi. Bán được thì nó đưa phần trăm cho khoe hồng cho mình. Thì bạn biết là những cái người đó đi ăn cắp đồ người chết, đi ăn cắp đồ người chết, hoặc là lúc người ta bị tai nạn giao thông đó, người ta bị tai nạn giao thông, người ta té ra, người ta bị té là vô nó lụm điện thoại nó đi, hoặc là người ta vô tình người ta tử vong đó thì lụm điện thoại nó đi. Thì bạn biết là lần đó là có một cái người bạn của Tân, thì bạn Tân tên là Khoa. Thì người bạn này với Tân là cũng coi như là cũng thân thiết với nhau. Mà người bạn Tân gia đình cũng coi như là khá. Thì Khoa nó mới nhờ Tân làm cái máy, ráp một cái máy. Thì Tân nhớ là hình như là 6400 hay cái gì đó, chứ không phải là 8800. Tại vì cái tiền của Khoa lúc đó là đâu đó là khoảng 4 triệu mấy thôi. Đó, thì Khoa muốn ráp cái máy thì phải lấy cái ruột của cái máy bo đì là 3100 gì đó, mới ráp qua cái máy 6100 đó, là lấy cái vỏ của máy đó ráp qua. Thì khi mà ráp qua là sim đồ này kia xong xuôi hết trơn á, thì về tối á là Khoa nó ngủ chung với mẹ. Mặc dù là lớn mà Khoa vẫn ngủ chung với mẹ của con Khoa. Thì khi mà Khoa nó ngủ chung vậy đó, thì tự nhiên nửa đêm á, cái điện thoại nó có tiếng âm thanh mà. Tại xưa điện thoại nó có cái âm thanh, khi mà mình khóa máy, mở máy nó nghe tăng 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 tăng. Những ai thời đó xài điện thoại sẽ nhớ. Và có những cái nhạc chuông ở trong đó, những cái nhạc mà mình chọn cho nhạc chuông của mình, thì tự nhiên nó kêu lên cái âm thanh rất là ghê rợn, giống một cái tiếng thét. Mà bạn tưởng tượng không bao giờ bạn nghe được một cái tiếng thét như vậy trong cái điện thoại hết trơn á. Mà nó thét ngay giữa đêm mà 10-12 giờ mà tất cả nhà của Khoa giật mình hết. Mà Khoa ngủ chung với mẹ. Đó, thì mẹ Khoa mới chửi, mày muốn điện thoại này kia để gia đình không ai ngủ được. Thì Khoa nó mới tắt máy, nó khóa nguồn. Khoa nó khóa nguồn luôn. Tao đang buồn ngủ mà, mới khóa nguồn. Thì khi mà nó khóa nguồn á, tại vì Tân có qua nhà của Khoa chơi và Tân có ngủ ở nhà Khoa một hai lần. Đó là cái dịp mà Khoa nó muốn làm cái điện thoại á, thì nó cũng chơi thân với mình, cũng qua nhà, mà biết nhà cũng khá lắm. Các bạn biết cái diện tích nhà của Khoa, cái phòng cũng tương đương với phòng của Tân. Thì mẹ Khoa là người ngủ trên giường, Khoa là người nằm dưới đất.
đó, thì có một cái khoảng trống giống như bạn đang nhìn thấy phía sau lưng của Tân vậy đó. Một cái khoảng trống mà nó để bàn ghế rồi này kia. Các bạn biết những căn nhà mà thời xưa đó là bàn ghế nhiều lắm, mà trên kệ là toàn là sách vở không à. Nếu Tân không lầm là những cái cuốn sách về kiến thức, kiến thức 1, kiến thức 2, kiến thức 3 gì đó. Thì lúc đó thời điểm đó, khi mà cái nhạc chuông lên khoa nó khóa máy, thì bỗng nhiên nó nghe một cái tiếng khóc của người con gái ở phía sau lưng của cái khoảng không đó. Và mẹ của Khoa cũng nghe. À, nhưng mà Khoa thì nó bực dậy thì mặt nó đối diện bức tường. Nhưng mà mẹ của Khoa bực dậy thì mặt đối diện cái tấm gương. Tại nhà Khoa có cái gương ở cuối cái giường ngủ. Khi mà mẹ bực dậy thì mẹ thấy người phụ nữ đó đang ngồi lủng lẳng ở trên cái tủ á, đang ngồi lủng lẳng trên tủ mà mặt máu me không. Mặt máu me không, mà đến mức độ mà thấy rõ, đến mức độ mà mẹ Khoa nói người đó là Lai Ấn Độ. Lai Ấn Độ mà ngồi dắt dẻo ở trên cái tủ á, là mẹ Khoa hét lên. Nhưng mà gia đình của Khoa là người theo đạo, không có tin. Mà họ nghĩ đây là một cái giấc mơ thôi, một cái giấc mơ mà họ bị hoảng thôi. Nhưng mà Khoa lúc đó nó còn là con nít, là cũng bằng tuổi của Tân thôi, thiếu niên. Thì Khoa nó lại có cái sự tin tưởng vào tâm linh. Thì Khoa nó mới nói với Tân, nó kể. Nó không có trách móc gì Tân cái điện thoại hết. Nhưng mà nó kể với Tân là hôm qua nhà tao vậy đó. Thì nghe kể tới đó thôi, lúc đó Tân vẫn còn rất là vô minh luôn. Nên là Tân không biết gì về cái chuyện tâm linh đó. Tân là một người hoàn toàn rất là vô minh, mà Tân chỉ biết đi kiếm tiền thôi. Chứ Tân không có biết về tâm linh, hay là Tân có thể suy đoán được là ở đâu. Là lúc đó mình là một thằng thiếu niên rất là khờ. À, mình chỉ biết được là hôm qua thằng Khoa nó gặp ma, mà mẹ nó cũng gặp ma, mà cái con ma nó Lai Ấn, mà một người đàn bà máu me ngồi vậy đó. Thì khi mà nghe vậy thì cái chuyện nó lặp đi lặp lại trong nhà của Khoa ngày càng nặng hơn. Là cái người đàn bà Lai Ấn nó ngủ chung với mẹ của Khoa luôn, ngủ chung. Nhưng mà khi mẹ Khoa bật dậy đều thấy người đàn bà đó trong gương kế bên mình. Nhưng mà sát bên thì lại chỉ có một mình, là một khoảng không, không có người ngồi kế. Nhưng mà nhìn vô gương là sẽ thấy. Và cái khung giờ nhìn thấy là từ 1 giờ đến 2 giờ. Và Khoa cũng nhìn thấy điều đó khi mà Khoa bị thức dậy chung với mẹ mình. Thì trước cái sự kiện quá rõ rệt qua nhiều ngày, thì gia đình của Khoa mới đi nhờ bên nhà thờ. Thì họ không có tin. Họ không tin là trong nhà có cái chuyện như vậy. Cho nên là buộc là mẹ của Khoa mới nhờ một cái người bên nhà chồng. Nhà chồng lại theo đạo Phật. À, cái may mắn một cái là nhà chồng của cô đó là theo đạo Phật. À, thì Khoa là vừa đạo bên mẹ, vừa đạo bên ba. Lúc đó Khoa nó chưa khẳng định nó theo đạo người nào. À, nó chưa khẳng định theo đạo nào. Khi nó lớn, nó đủ trưởng thành, nó xác định nó theo đâu thì nó sẽ học về bên đó. À, thí dụ như mình theo đạo của mẹ nó phải đi học bi tích này kia. Còn theo đạo Phật thì ok, không cần phải học mà phải một lòng hướng Phật. Thì mới nhờ bên chồng. À, ba của Khoa thời điểm nó không ở Việt Nam mà đi công tác nước ngoài. Nhưng mới nhờ qua bên nhà bên chồng, thì bên chồng mới mời thầy qua. Mới mời thầy qua thì thầy qua, cái người thầy đó qua làm lễ. Khoa làm lễ thì lúc đó Tân không chứng kiến, Tân chỉ nghe Khoa kể khi cuộc làm lễ đó xong thôi. Là khi làm lễ xong hết thì người thầy đòi đốt cái điện thoại đó. Đốt cái điện thoại đó. Mà Khoa không đồng ý, thì Khoa nói cái tiền này mua là cũng phải 4 triệu mấy. 4 triệu mấy, gần 5 triệu. Mà bây giờ tự nhiên đốt đi. Đó. Đốt đi thì cái tài sản nó để dành mà. Làm sao nó chịu đốt. Cái điện thoại nó làm le với bạn bè mà. Thì người thầy mới nói rằng là cái điện thoại nó không có ổn con. Thầy thì cái người thầy đó không hiểu về công nghệ, nhưng mà người thầy nó chỉ biết rằng là cái điện thoại này là của một người đã chết, mà bị tai nạn chết. Của một người đã chết và bị tai nạn chết đó. Cho nên là con phải đốt nó đi. Thì chính vì cái lời phán của người thầy đó mà Khoa nó gọi điện cho Tân. Nó gọi điện cho Tân và nó bắt Tân là phải trả lại cái số tiền đó, cái số tiền mua điện thoại cho Khoa đó. Thì khi Tân nghe như vậy, là chỗ bạn bè với nhau đó, thì Tân phải nói là mày đợi tao chút xíu, tao chạy ra gặp thằng Huy, là cái người mà ráp điện thoại đó. Tại vì Tân ấy là cái người sale thôi, Tân là cái người cò thôi.
Thì Tân mới gặp cái thằng ráp, cái thằng chủ, cái cô chủ của Tân, hỏi là có chấp nhận trả tiền cho người ta không. Tại vì cái điện thoại đó, cái người thầy Pháp, cái người thầy sư đó nói là của người chết, và cái bà đó đang ám cái nhà đó. Thì bây giờ Tân phải hỏi chứ, thì Tân có tiền đâu, Tân không phải là cái người mà chủ tiệm đâu. Thì khi mà Tân tới cái chỗ đó, Tân chưa kịp hỏi thì cái người thầy sư đó đã đốt cái điện thoại rồi. Đã đốt cái điện thoại rồi. Thì cái trước cái chuyện đốt điện thoại đó, thì đâu có điện thoại đâu mà trả lại cho tiệm. Thì tiệm làm sao mà tiệm thu về mà hoàn tiền lại cho Khoa. Thì lúc đó Khoa giận Tân. Khoa nó giận Tân. Thì trước cái chuyện giận đó thì Tân lúc đó Tân còn con nít bạn. Tân là một thiếu niên. Mình chưa có cách đối nhân xử thế đúng. Và bản thân mình cũng không phải là người có công ăn việc làm ổn định để mà có thể mà mình đối xử với bạn mình những cách cư xử như thế nào đó để đôi bên ổn thỏa. Mà mình lại gây cứng lại. Cái chuyện mình gây cứng lại. Và cái tình bạn nó mất đi cho đến ngày mà Khoa đi du học. Khoa qua nước ngoài, Khoa định cư. Thì cái thời điểm đó, sau cái thời điểm Khoa đi đó, thì Tân với Khoa vẫn còn rất là mến nhau ở cái tình bạn. Nhưng mà vì Khoa nó buồn Tân mà Tân cũng buồn bạn Khoa đó, cho nên là không có một cái lời nói giữa hai người với nhau. Thì sau đó là Huy với lại cái chị chủ tiệm nó mới hỏi Tân là ủa cái vụ đó là người ta có bán lại để thâu, tại vì tiệm sẵn sàng thâu mà, tại vì cái nguồn mà người ta có rất là hiếm, cho nên bạn bán là người ta thâu. Tất nhiên là người ta không thể nào thâu với cái giá khi bạn mua, nhưng mà ít ra bạn cũng bù lại một ít, đúng không? Cũng bù lại mà, tại vì do người thầy sư nói là cái người phụ nữ đó là người lai ứng, mà người đó chết do tai nạn. Bây giờ nếu không đốt á, thì cái người nào giữ cái điện thoại đó sẽ bị ám. Thì lúc đó Tân mới đi qua bên đó. Khi mà cái người chủ tiệm hỏi Tân, cái cô chủ tiệm với anh Huy Vú nó hỏi Tân, thì Tân mới nói ra sự thật là như vậy, bị ma ám này kia. Lúc đó mặt của hai người đó lạnh tanh hả bạn. Thì chút nữa cái cô đó cũng mới nói rằng là đúng rồi, có cái đợt hàng mà đó là trong đó có 5 cái điện thoại, là cái ruột là của người bị tai nạn giao thông chết, do mấy thằng ăn cắp nó lụm nó đem về nó bán lại cho chị. Thì chị ráp máy vậy thôi, mà chị thấy những người khách kia người ta cũng mua mà người ta không nói gì, nhưng mà sao bạn em lại xui gặp ngay cái người đó. Và cái cô đó cũng biết cái những cái ruột đó là những người nào chết luôn các bạn. Tại cái thằng ăn cắp nó nói là các người đó lý do gì chết. Thì trong đó đúng là có một cái bà lai ứng mà bị xe tải cán. Thì bà giăng cái điện thoại ra, trong lúc mà người ta bu lại hỗn loạn, nó chụp cái điện thoại nó đi. Thì đó là một trong những cái chuyện tâm linh mà thời đó mà Tân đã va chạm phải. Thì cái cô chủ đó đó, cổ nhanh chóng cổ check lại hết những cái người đi mua. Mà các bạn biết thời đó mà bạn đi mua rồi thì bạn đâu phải bạn để lại giống như bây giờ mà có máy lưu trữ lại khách hàng hay là xin được cái số điện thoại đâu. Người ta mua một lần một là người ta đi, trừ khi hư người ta mới quay lại thôi. Chứ còn mà người ta không hư không gì là người ta đi luôn, người ta không bao giờ quay lại tiệm. Mà cái chị chủ chỉ run mức độ, chỉ nói là lỡ bốn người kia cũng gặp trường hợp giống vậy thì sao. Tại chị này chỉ làm ăn buôn bán, những cái khôn lỗi đó bây giờ vẫn có chứ không phải không có đâu, mà nó tinh vi hơn thôi. Nhưng mà người ta không có ý hại người, do cái nguồn cung nguồn cầu của người ta lúc đủ lúc thiếu, cho nên là có những cái chuyện như vậy người ta thấp gọi là chấp vá vô. Người ta nghĩ là người mất đi rồi thì không ai cần cái tài sản, nhưng mà đôi khi trong cái điện thoại đó, thời điểm đó người ta có lưu cái gì đó mà người ta muốn lấy lại. Tôi nghĩ câu chuyện ma này lạ đó. Các bạn sẽ chưa bao giờ va chạm được những cái chuyện ma liên quan đến cái chuyện mà điện thoại như vậy đâu. Thường là sử dụng cái sim mà của người chết thì có, hoặc là sử dụng cái điện thoại của người chết thì có. Nhưng mà đi mua một cái điện thoại mà bị người ta thay ruột, đổi vỏ để cho mà nó hiện đại hơn như cái thời xưa, cái thời mà còn trộm lông cháo phụng trong điện thoại đó, thì chắc các bạn không ai biết. Tân chưa thấy ai kể cái chuyện này cho người ta nghe hết á. Thì hôm nay Tân kể cho các bạn nghe một câu chuyện thời đó nữa, để chúng ta nhớ về cái thời công nghệ phát triển, có những cái điện thoại mà nó đi vào lòng người, và cũng có những câu chuyện ma xuất hiện từ đó mà chúng ta chưa bao giờ nghe. Một câu chuyện vào mùng 7 Tết. Nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cũng không kém phần ghê rợn mấy bạn.
Người phụ nữ nó xuất hiện trong nhà có Khoa ớn lắm. Tại nhà Khoa là kiểu Pháp, nhà của Khoa bạn Tân là kiểu Pháp. Mà lúc nào nhìn trong gương cũng thấy bả mà mặt máu không à. Mà bả không nói được với mình, mà mình không nói được với bả. Tại bả là người lai ấn, mà thật sự Tân nghĩ bả là người ấn luôn chứ không phải lai ấn nữa. Thời điểm đó quanh cái khu vực mà của nhà Khoa là nhiều người lai ấn lắm. Hoặc đường 3 tháng 2, hoặc đường Lý Thái Tổ, hay đường Nguyễn Đình Chiểu đó. Thậm chí ngày xưa ngay góc đường Nguyễn Đình Chiểu với lại đường Nguyễn Thiện Thuật có cái tiệm cơm của ông chủ người ấn, cũng tên là Nam Sơn. Tiệm cơm tên là Nam Sơn của ông chủ người ấn, rất là ngon. Nhưng mà không hiểu sau này là ông dọn đi đâu rồi mình cũng không biết. Đó là ngày xưa là có cái tiệm ngay đó của người ấn. Đó, tôi từng kể cho các bạn nghe về cái khoảnh khắc thời đó. Ngày mai là một câu chuyện nữa. Tại vì đây mình vẫn còn đang là trong mùng của Tết, cho nên là Tân chưa có bơm nặng vô câu chuyện. Ngày mai là một câu chuyện nữa về cái thời thập niên 90 và đầu năm thập niên 20. Có nhiều điều phát triển hơn nữa. Có nhiều chuyện mà bạn không tưởng tượng tới nữa thời đó. Và Tân nhắc lại, kể lại để các bạn nhớ. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân phát triển hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.